Chiều nay, Sở Y tế đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Ninh. Đây là lần thứ hai tỉnh Phú Thọ cử đoàn cán bộ y tế đến giúp tỉnh bạn chống dịch. 6 cán bộ đều đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được lựa chọn trong tổng số gần 200 cán bộ đăng ký tình nguyện xin đi hỗ trợ cho Bắc Ninh, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ chống dịch tại Bắc Ninh. Lãnh đạo Sở Y tế mong muốn các bác sĩ điều dưỡng sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có thể áp dụng vào công tác phòng chống dịch bệnh sau khi trở về địa phương.